Bây giờ để làm được cái đối tượng này thì các bạn phải cho thầy một cái copper, sau đó xếp nó thành nhiều dòng nhiều cột bằng cái hiệu ứng Lone. Rồi thôi tạo file mới làm luôn, khỏi nói nhiều nha. Nhìn lên các bạn ơi, thầy sẽ vẽ một cái copper, tạo một cái copper scale nó bé lại các bạn, và copy nó nhiều dòng nhiều cột thì các bạn sẽ chọn cho thầy là mô ráp, chọn cho thầy là cloner, copy lên nhiều dòng nhiều cột là mình sẽ chọn cái thuộc tính là gì các bạn, mod là gì, mod là rig array. Rig array ví dụ như là ngang nó là 9 ô, cao nó là 9 ô, x, y và z cũng là 9 ô luôn. Kích thước của các ô đó tổng cộng là 200 cm, 200 cm là tới 2 m lận nha các bạn. Nó rất là lớn chứ không phải nó bé đâu nha. Rồi, lúc này mình thấy nó đầy quá nè, thì các bạn sẽ chọn vào cái đối tượng copper, các bạn scale nó lại. Lưu ý nha, các bạn làm coi chừng nó bị hư đó nha. Đây, nghe nè các bạn, nghe nè, ba đứa này nè. Thứ nhất nè, nếu mà nó thưa đó thì khi các bạn gắn rig ID nó sẽ tự động nó rớt xuống, mà thưa quá là rớt xuống nó lật luôn. Chính vì thế mình đặt nó vừa sát. Cái thứ hai nữa, nếu mà nó nhỏ quá, nếu mà nó lớn mà nó chồng lên nhau là nó tự động nó bung ra. Do cái này giống như cái bong bóng vậy đó, mình cứ ép các bong bóng lại với nhau tự động nó bung. Cho nên là các bạn hãy scale cho thầy làm sao đó cho nó vừa chạm với nhau. Theo các bạn dùng cái công cụ scale, các bạn phóng lớn lên, các bạn kéo cho nó vừa chạm với nhau như thế này là ok. Vấn đề tiếp theo, gán nhiều màu. Gán nhiều màu, các bạn click vào Ray, chọn New Material, double click vô, chọn cái gì các bạn, chọn cho thầy Color, chọn Texture, chọn cho thầy là Mô Ráp, chọn tiếp là gì, Multi Shader. Đây các bạn muốn nhiều màu phải chọn Mô Ráp, chọn Multi Shader. Trên cái Multi Shader các bạn click vô màu, các bạn sẽ ép cho thầy khoảng 5-6 màu gì đó. Rồi mỗi một cái màu này các bạn sẽ chọn là Color, chọn là Color, chọn là Color. Đó, rồi mình sẽ chỉnh các cái màu lại là xong. Rồi lúc này các bạn sẽ cho nó phản chiếu Reflectance, chọn F Reflectance Reality, giảm cái ánh sáng xuống. Gán vô đâu các bạn? Gán vô cái mô, cái loner nè. Trên cái loner các bạn muốn cho nó màu ngẫu nhiên, các bạn phải gán hiệu ứng như vậy. Đúng rồi, chọn loner, chọn mô ráp, chọn X-Factor, chọn cho thầy là Random. Đó, lúc này trong cái random các bạn hãy chọn parameter, chọn cho thầy cái color mode là effect color. Đó, đồng thời nó đang chạy ngẫu nhiên x, y, z, các bạn phải cho nó x, y, z bằng 0, 0 và 0 cho nó sát lại với nhau, được các bạn. Và lúc này đây các bạn sẽ gán cho thầy thứ nhất, các bạn tạo cho thầy thứ nhất là một cái nền. Cái thứ hai là các bạn cho thầy một cái quả cầu để nó rớt từ trên rớt xuống. Đó, scale nó lại các bạn nha, di chuyển lên trên và scale nó lại. Di chuyển nó cao lên trên. Rồi lúc này các bạn sẽ gán cho nó, click phải vào chọn cho thầy là gì? Simulation Task, chọn Rig ID Body. Cái nền này là Con Leader Body. Simulation Task, chọn Con Leader Body. Còn mấy cái copper này mình cũng chọn Simulation Task, chọn cho thầy là Rig ID Body. Và bây giờ các bạn nhấn like các bạn coi. Để ý, nếu nó nằm ở dưới cái mặt sàn là nó sẽ tự động nó bung lên trên. Đây các bạn,
Thấy không? Chưa làm gì hết, nó đã bung đi hết rồi. Vậy lúc này mình phải làm gì? Mình phải kéo nó lên trên khỏi mặt đất này. Vừa lên khỏi thôi, chứ nếu mà cao quá nó rớt xuống một cái cũng hư hết. Đây nè các bạn, thấy không? Chưa chạm là đã hư rồi. Cho nên là các bạn chọn cái cloner, các bạn kéo cho nó vừa cái mặt sàn vậy nè. Rồi đưa cái màu vô đây các bạn. Rea chọn cho thầy là Lost Material. Đưa cái chất liệu vô. Đó. Lúc này thầy sẽ gán đây màu. Rồi gán cái nền nó màu nữa nha. Rồi mình muốn nó vỡ hết thì mình sẽ tăng cái keyframe lên. Được chưa? Còn các bạn mà muốn nó vỡ mạnh lên thì các bạn làm cái này nè. Các bạn sẽ kéo cái trái bóng này lên cao. Nghe nè các bạn. Kéo này lên cao. Cái thứ hai nữa là các bạn thêm cái độ đàn hồi của nó. Nha, vậy thì các bạn sẽ chọn vào cái copper nè. Chọn vào cái rig ID nè. Nó có cái chỗ này là đàn hồi nè các bạn. Chọn cho thầy là condition. Chọn cho thầy cái bouncer nè. Cái bouncer này mình tăng lên. Ví dụ đang 50 tăng lên 100. Rồi các bạn nhìn nè, độ đàn hồi 100 nè các bạn. Đó, chưa đụng nó là nó đã đàn hồi, nó nâng lên rồi kìa, thấy chưa? Được các bạn. Vậy thì chỗ này các bạn phải giảm xuống. Ví dụ như là 70 thôi nha. Để tránh nó va chạm trực tiếp với nhau. Đó. Cái hiệu ứng gọi là bull. Đó, hai này các bạn sẽ kéo vào nhau. Sẽ kéo vào cái bull này nè các bạn. Và mình sẽ chọn cho thầy cái thuộc tính là hàn nó lại. Đây, thuộc tính hàn lại là gì các bạn? Yêu nhanh. Yêu nhanh là hàn nó lại nha. Bây giờ các bạn muốn gộp nó lại luôn thì các bạn chọn, các bạn bấm C. Lúc này mình quét chọn hết cái nhóm này nè, lít phải. Chọn cho thầy là Connect Object Delete. Rồi bây giờ mình làm cái diễn hoạt, ví dụ như là cái búa này các bạn có thể xoay lại chút xíu. Rồi mình dời cái tâm đi nè các bạn. Dời cái tâm đi trước đi, chọn vào đây. Chọn dời tâm đi nè. Đó, rồi các bạn khóa cái tâm lại nè. Và bắt đầu mình sẽ xoay cái đối tượng. Được chưa? Các bạn xoay nó ra ngoài nè. Sau đó di chuyển đến khoảng 40 frame. Các bạn sẽ xoay nó một cái. Xoay nó cỡ này nè các bạn. Được chưa? Rồi và bắt đầu mình sẽ điều chỉnh lại cái vị trí chút xíu. Cái anh này hơi cao, chỉnh xuống. Đó, mà thầy nhấn lay coi thử nha. Đây, lay một cái. Rồi, vậy thì anh này anh hơi cao. Các bạn sẽ chọn ảnh nè. Các bạn dời xuống nha. Anh này mình kéo xuống. Thấy chưa? Nó tới 40 frame, nó hơi nhanh các bạn. Nó hơi chậm, mình kéo cho nó ngắn lại. Rồi. Lúc này các bạn sẽ gán vào đây cái gì? Gán cho thầy là Rig ID Body. Mà Rig ID Body cái là nó rớt xuống đất. Thấy không? Cho nên để nó không rớt xuống đất, các bạn chọn vào thuộc tính của cái Rig ID Body nè. Các bạn sẽ chọn cho thầy Collision nè. Mặc định là nó tự động nè. Mình sẽ... xin lỗi, chọn là Dynamic. Dynamic là đối tượng động á. Mình sẽ chọn cho thầy là Dynamic Up. Dynamic Up. Nha. Rồi vậy thì nó sẽ trở nên diễn hoạt bình thường. Kìa chưa các bạn? Đó. Rồi đây các bạn ha. Đây.
Còn nếu mà các bạn mà muốn cho nó mạnh hơn thì các bạn cho cái tay đấm này nó lớn lên, scale nó lớn lên nha, rồi bấm play coi lại nha. Đó, các bạn thấy không? Vậy là cái tay đấm này các bạn sẽ chọn Rig ID Body. Các bạn sẽ chọn cho thầy thuộc tính Dynamic, Dynamic Up. Up là mình tự diễn hoạt. Còn nếu mình chọn là On nó là nó tự động. Được chưa? Chọn Dynamic Up để tự diễn hoạt. Và đây là cái sản phẩm nhẹ của mình ha. Thank you.